quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Lê Phương áp lực stress vì tắc sữa sau khi hạ sinh con gái cưng. Vì không cung cấp đủ sữa cho các thiên thần nhí sau khi chào đời chính là nỗi lo lắng và áp lực của hầu hết các bà mẹ bỉm sữa. Trẻ em vừa sinh thì nguồn sữa mẹ là quan trọng nhất, nên chuyện nữ diễn viên áp lực về vấn đề này cũng rất dễ hiểu. Những ngày gần đây, vợ chồng nữ diễn viên Lê Phương nhận được rất nhiều lời chúc mừng của người thân cũng như khán giả trước sự kiện họ đón chào cô công chúa từ thứ hai cho tổ ấm. Được biết, bé Bông sinh vào đúng ngày sinh nhật của mẹ 28 tháng 8, nặng 3,4kg và chậm vía mẹ tròn con dài. Sau khi nằm hồi sức ở bệnh viện thì hai mẹ con cô đã về nhà và tiếp tục ở cữ. Mới đây nhất, Hương Gạo Nếp Gạo Tẻ vừa chia sẻ dòng trạng thái nói về việc mình gặp khó khăn trong vấn đề cung cấp sữa mẹ cho con gái vừa chào đời gần 2 tuần. Cụ thể, Lê Phương cho hay, nỗi lòng sau sinh. Mới vắt sữa cho Bông xong, tranh thủ tâm sự với các mẹ nỗi lòng sau sinh của mẹ Phương. Thực sự có một vấn đề đã khiến Phương gần như stress bất lực. May sao hôm nay mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi và tốt đẹp. Nữ diễn viên tiết lộ mình bị tắc sữa và cảm giác rất khó chịu. Lúc mới vừa sinh xong, Phương chưa có sữa cho Bông, Phương căng thẳng đến cực độ luôn. Cứ suy nghĩ hoài, làm sao để có sữa cho con mà làm cho mình stress đến nỗi không chia sẻ được với ai, thậm chí ôm gối khóc luôn. Cô đã quyết tâm cải thiện vấn đề này bằng cách tìm hiểu các loại ngũ cốc để có thể kết sữa, cung cấp đầy đủ cho con gái. Đến hiện tại thì cô không còn gặp vấn đề tắc sữa nữa, mọi thứ đã ổn hơn, tâm trạng của người đẹp cũng vì thế mà thoải mái hẳn ra. Trong thời gian ở cữ, Lê Phương được ông xã chăm sóc nhiệt tình, chính Trung Kiên là người phụ giúp vợ mọi thứ, ôm con gái và ru ngủ mọi cử. Điều này khiến cho vợ anh phần nào yên tâm và cảm thấy may mắn vì luôn có bạn đồng hành chia sẻ.